Sáng nay ngày 20 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022, 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2022. Đến dự có các đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ibn Nie, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Izang Gri Nikonong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Thị Thanh Xuân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ. Trong không khí vui tươi phấn khởi ấm áp tình đồng đội, các đại biểu đã được thông tin một số nét nổi bật về tình hình thời sự quốc tế trong nước, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, kết quả kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023. Theo đó, trong năm 2022, tổng sản phẩm xã hội của tỉnh ước đạt 58.355 tỷ đồng, đạt 103,65% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 9.152 tỷ đồng, đạt 137,25% dự toán trung ương giao. Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 1,75%, có 79 trên 152 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Đồng thời đã xây dựng đủ đầu mối đơn vị dự bị động viên, dân quân tự vệ và tổ chức biên chế đúng quy định, tổ chức diễn tập cấp huyện cấp xã đảm bảo kế hoạch chất lượng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm 2022, kinh tế xã hội của tỉnh đã phục hồi tích cực, tình hình an ninh quốc phòng được đảm bảo, 16 trên 16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Có được kết quả này, có sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đang công tác và đã nghỉ công tác trên địa bàn. Đồng chí Võ Văn Cảnh mong muốn các cán bộ quân đội nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của đội Cụ Hồ, tiếp tục cống hiến cùng đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 và tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho hai cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho 26 cá nhân.